Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 13, The Ballet Dancer. Ở bài này thì chúng ta sẽ ứng dụng dấu hóa dáng nhưng mà được viết ở một vị trí khác trên khuôn nhạc. Vậy bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các con cách viết dấu hóa bên cạnh hóa như thế này thì được gọi là hóa biểu. Và hóa biểu thì có tác dụng những nốt gì, tên là nốt si, chúng ta đều phải chơi si dáng. Và một điểm nữa là tất cả các quãng 8, tức là dù là viết ở quãng thấp hay quãng cao, viết ở khóa son hay khóa pha thì chúng ta cũng đều chơi si dáng nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ dịch phần được ghi chú này. Khi một dấu dáng hay một dấu thăng xuất hiện ở bên cạnh khóa, tức là khóa son đấy, hoặc là khóa pha, thì chúng ta hãy chơi ký hiệu dấu hóa này là hóa biểu. Vậy trong bản nhạc này tất cả các nốt si sẽ được dáng. Đây là dấu hóa của giọng pha trưởng. Ở dòng cuối này các con có thêm một dấu nữa này, được đặt riêng cho nốt này, đó là nốt mi dáng. Như vậy trong ô nhịp này có nốt mi thì mình mới chơi phím mi dáng thôi. Còn những ô nhịp sau mà có nốt mi, ví dụ như ô nhịp này chẳng hạn, thì chúng ta không cần chơi mi dáng nữa, chúng ta sẽ chơi nốt mi bình thường nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc đối với khóa son này. Nhịp 3, 4 chúng ta lấy đều một ô nhịp và chúng ta đọc. 1, 2, 3. Fa, re, fa, mi, re, do. Fa, re, fa, mi, re, do. Fa, mi, fa, son, fa, re. Đô 2, 3, 1, 2. Fa, re, mi, re. Nghỉ. 2, 3. Đô, re, đô. 1, 2, 3. Đô, fa, re, mi, fa, son, fa, 2, 3. 1, 2, 3. Phần nốt nhạc ở ô nhịp này là các con sẽ nghỉ ngân dài 5 phách. Phần nốt nhạc này chúng ta sẽ ngân dài 6 phách. Bởi vì nốt trắng chấm 3 phách này được nối sang một nốt trắng chấm nữa, mình sẽ cộng trường độ của hai nốt nhạc này lại với nhau nhé. Rồi tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt khóa pha này. 1, 2, 3. La, 2, 3. Si, 2, 3. La, 2, 3. Si, 2, 3. La, 2, 3. Si, 2, 3. La, 2, 3. 1, 2, lặng. 1, 2, 3. Son, la, si. 1, 2, 3. Fa, son, la. 1, 2, 3. Si, 2, 3. La, 2, 3. 1, 2, 3. Khi mà chúng ta nhìn thấy vị trí này thì chúng ta sẽ chơi phím đen nhé. Đây, nốt mi dáng nhé. Đây là phần mà được chú thích. Bài này được viết ở giọng pha trưởng F major. Thì khi những bài được viết ở giọng pha trưởng thì ở ngoài hóa biểu này luôn có một dấu dáng là dấu si. Và nếu sau này các con bắt gặp một bài khác có dấu si dáng thì rất có thể đó là giọng pha trưởng nhé. Rồi, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên đàn. Bây giờ các con cùng quan sát cô chơi nhé. Đối với tay phải của bài The Ballet Dancer thì các con sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm. Và ở dòng thứ 3 thì chúng ta có xuất hiện một dấu si dáng ở nốt mi. Vậy thì nốt mi thường là nốt này. Nốt mi dáng là chúng ta lùi lại ngay sát bên cạnh nốt mi thường thì sẽ ra được mi dáng là nốt này nhé. Đấy, thì chúng ta lưu ý đến dòng thứ 3 có nốt mi dáng này. Bây giờ cô Vân sẽ chơi cho các con quan sát bản nhạc và chúng ta đọc nốt nhạc theo thì càng tốt nhé. Nào, bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều.
1 2 3 1 2 3 chỗ nốt trắng chấm được nối sang các nốt ở đằng sau thì chúng ta nghỉ thêm phát nhé, và chúng ta vẫn tiếp tục giữ tay ở trên phím đàn. Thế còn đối với dấu lặng thì các con thả tay luôn khi dấu lặng xuất hiện nhé. Tiếp theo thì cô sẽ làm với phần khóa pha. Cô sẽ đặt tay ở vị trí nốt la ngón 3, nốt đô trung tâm ngón 1. Ở bài này có dấu si dáng là phím này nhé con. Bây giờ cô lấy nhịp đều và cô chơi nhé. 1 2 3 la. Là phần chơi của khóa pha. Bây giờ thì cô sẽ ghép hai tay lại với nhau. Cô sẽ lấy trọn vẹn hai ô nhịp đầu tiên rồi cô mới bắt đầu chơi, giống như khi mình chơi cùng với lại nhạc beat chậm hay là nhạc beat nhanh nhé. 1 2 3 1 2 3 Sau đây là phần tốc độ nhanh. Hãy
vậy, cô đã hoàn tất phần hướng dẫn cho các con bài trang số 13. Có một số yếu tố mới về mặt lý thuyết cũng như phần thực hành ở trên phím đàn. Các con luyện tập kiên trì nhé. Chào tạm biệt các con. Cô hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.